Dạ, Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn ạ. Dạ, là nói đầu tiên là cho Khánh gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác. Thì hiện tại thì cũng có một người chú đang bà cô bác ơi, chắc ông bà cô bác xem chắc cũng biết rồi. Thì video trước thì Khánh cũng có ghi hình đây một người chú là cũng ở quê, là cũng ở miền Tây á, về cũng đi lên trên Bình Chánh, Sài Gòn ở cho anh á. Về hôm trước á, chú lên đây một lần thì chú cũng nói thẳng luôn á là chú lên để chú xin tiền để đóng tiền nhà trọ, tại vì chú ở đây cũng bị bệnh thì gia đình là cũng khó khăn ở trọ đó. Về chú làm nghề sửa xe máy ở Bình Chánh không mà cô bác. Thì hôm nay chú cũng xuống đây tiếp đây, xuống nhà Khánh đây lần thứ hai đây. Thì Khánh cũng có mấy hôm trước thì Khánh cũng có liên hệ với chú rồi, hẹn chú hôm nay. Tại vì hôm nay thì Khánh có ở nhà, chú xuống thì Khánh gửi chú gạo với gửi chú 400 ngàn của một người anh. Người anh thì lúc trước thì cũng qua xem cái tình cờ luôn, thật sự là tình cờ lúc đó là cũng trò chuyện xong rồi cũng biết được chú, rồi có gửi cho Khánh là 400 ngàn để gửi cho chú. Cũng trùng lúc đó là chú cũng xuống đây luôn á, thì cũng gửi cho chú đây. Thì giờ thì Khánh cũng không biết nói gì hơn là cũng cảm ơn người anh đã gửi cho chú 400 ngàn. Thì cũng mong sao ông bà cô bác là cũng xem video hiểu rõ hơn về chú. Thì chú cũng thật thà dễ thương đó ông bà cô bác ơi. Thì nếu mà ông bà cô bác mà có mà để ý tới thì xem video trước thì ông bà cô bác sẽ hiểu rõ nhiều hơn. Thôi bây giờ thì để Khánh trò chuyện cùng với chú. Chú đây là chú chạy xe đạp nè. Chú chạy chiếc xe đạp đây. Chạy một chiếc xe đạp từ Bình Chánh chạy xuống đây. Mà mắt của chú bị mờ nữa. Nhìn nói chung là mắt nó không có nhìn rõ. Không nhìn rõ, thấy không được rõ nha ông bà cô bác. Rồi thôi bây giờ để Khánh chuyển máy quay lại để trò chuyện cùng với chú ở đây, và tranh thủ cũng gửi chú gạo đi tiền để chú đi về. Giờ cũng đang âm u quá trời luôn mà cô bác ơi. Nè, Khánh chuyển máy quay nè. Đó. Không, ở đây giờ cũng đang âm u rồi, sợ trời mưa tới nữa. Tại mấy hôm nay là mưa liên tục luôn, ảnh hưởng của bão đó mà cô bác. Rồi mời bà cô bác xem những diễn biến tiếp theo trên kênh của Khánh Nguyễn luôn ạ. Đây, chào chú luôn. Dạ. Dạ chú này mắt thấy rõ được chưa? Cái con ai đâu có thấy được. À dạ. Để con gắn cho chú. Con này nó bị hư con người rồi. Dạ. Không thấy. Có con bên này có khi nó nhức rồi. Dạ. Chú có thể giới thiệu lại chú tên gì, bao nhiêu tuổi, gì chú làm nghề gì không? 60 tuổi. Dạ. Thì chú làm nghề gì? Sửa xe đạp á. À, ủa, sửa xe đạp chứ không phải sửa xe máy hả? Không. Đi làm gì? Nãy làm nói sửa xe máy à. Chú sửa xe đạp hả? Ừ. Lúc nào chú cũng vui cười đó mà cô bác. Giờ lúc này cuộc sống của chú có đỡ hơn chút nào chưa? Cũng vậy, cứ là qua ngày sống qua ngày. Dạ, giờ con của chú có việc làm chưa? Chưa có làm được, mà ta không có nhận, ta nói chưa đúng tuổi. Dạ, chưa đúng tuổi vẫn chưa nhận luôn hả chú? Ừ. Dạ. Giờ sáng là mấy giờ chú chạy xuống đây? 5 giờ mấy. Ê, 5 giờ mấy mà chạy xuống đây tới 7 giờ mấy rồi? À. Hơn tiếng. Dạ. À, chạy chú không thấy đường để đi xe đạp nữa nên chạy từ từ. Chạy tành tành. Dạ. Chứ Bình Chánh xuống đây thì cũng gần chứ đâu có xa. Thì cũng gần. Dạ. Xe ông đa chắc cỡ nửa tiếng không? Vậy hôm nay chú có đi làm gì nữa không? Đi sửa xe đó. Đi xe cũng đạp. Đi sửa xe không rồi hả? Sửa xe ở nhà mình chứ? Ông sửa ở ngoài, ở người ta chứ đâu có, ở nhà trong hẻm đâu có sửa được không? À, là, phải. Là sửa ở ngoài, sửa mướn cho người ta hả? Sửa mướn, chứ à. Ở nhà trong hẻm ai sửa đâu mà sửa. Giờ lúc trước là chú có bộ đồ nghề là chú sửa ở ngoài luôn phải không? Bây giờ muốn sửa ngoài cũng được, đúng là sửa ngoài ấy mới làm mướn ta. À, vô làm mướn luôn. Đi làm ngày trăm mấy trăm gì. Dạ. Cho ngày. Mà xa lắm, tới ngoài ra Sài Gòn. Ủa, ra Sài Gòn là... Đi xe buýt cơ ngoài. Đi xe buýt lên chở tới đó. Hoàng Sa là đi tới ngoài đó. À, lên chứ đường Hoàng Sa cho anh đó hả? Hoàng Sa. Chứ hổm là được biết là chú ở nhà là chú coi như là lấy cái bộ đồ nghề ra ngồi ngoài đường. Mà ế quá.
Dạ đúng rồi, ế đi, nó mưa quá không mà được. mưa gió rầm. Dạ, là đi làm mướn luôn rồi. Đi làm mướn đỡ, chừng nào ta nghỉ thì mình ra ngoài làm, ở ngoài ế quá, mưa gió quá làm không được. Dạ. Mọi lần ở dưới quê thì làm được. Dạ. Ở dưới quê tại làm cho mấy cái tiệm xe. Ở trên Dạ. đây mấy cái tiệm gần Bình Chánh không có mướn, nó bán ế không có mướn. À. Giờ mướn chú lên tới trên ga Sài Gòn cho anh làm. Sợ Giờ đi làm xe buýt, dạ. đi hai chập xe buýt Dạ. Vậy cũng có người mướn vậy cũng mừng rồi. mà làm của ngày trăm mấy, chào tới giờ đi được xe mấy chục, còn trăm mấy về để mót đóng tiền nhà, tiền Dạ. này tiền kia cũng hết, cũng đâu còn, Dạ. rồi ăn uống mua đồ ăn này kia. Giờ lúc này là chú vẫn ở trọ chỗ đó hả? Hay là chuyển chỗ khác? Chỉ về chỗ quán chuối với chỗ Hoàng My á, Quyền My á, Dạ. nhà nghỉ Quyền My á, trong cái đường hẻm đi vô á. Dạ, quán chú thì con biết. Dạ. Hay quốc lộ 1A Dạ, con biết rồi, quán chú thì con biết. Giờ chuyển vô trong đó nó rẻ hơn hả? cũng 8-900 rồi, tính ra nó rẻ nè, mắc cái kia tiền nước một khối đó mấy chục ngàn, khối 20 ngàn tiền Dạ. nước, còn lần kia thì khối có mấy ngàn, Rồi sao trên lạp dữ vậy? và cái này tiền nhà rẻ thì tiền nước nó mắc. Dạ. Thôi kệ chứ giờ sao giờ? Giờ dán lây lắc giờ cô lúc này cũng ở nhà. Nhà bà cũng bệnh bơm nhiều, bà bị bệnh tim, Dạ bị tim chú. bà làm đồ nặng quá nó làm nó mệt, làm không được. Dạ. Giờ lúc trước là chú nói chú quê ở đâu? Cà Mau À, quê Cà Mau, là chú lên đây lâu chưa? năm mấy à? Dạ. Ông mỗi lần có nhà mà thằng em nó chạy thử riết, không có tiền chạy, phải bán nhà chia đưa cho nó món. Là nhà ở chú quê ấy hả? Bây giờ không còn bán rồi, nó đi chạy thử À, nguyên ý là cái nhà ở nhà, chú quê giờ bán cho một người em là chạy không thử hả? bán cho người ta rồi lấy tiền á, cũng như cho nó chạy thử, và bây giờ đâu có hết, chạy với nó lấy hết tiền. Dạ. Từng lễ một tháng nó chạy mấy kỳ, từng lễ đi 2-3 lần, Dạ. nó nhà nó ở dưới quê mà nó đi lên chạy ở thành phố nó chạy, Vậy là coi như là ở trên đây luôn. không chạy Đi xong rồi về hả? về, Dạ. nó ở bên vợ ké người ta chứ đâu có nhà đâu. Dạ, vậy là chú cũng bán nhà với xong rồi giờ Và chia ra, coi như anh em chia ra rồi để cho người chạy chút thận. chút vậy đó. Rồi người thì bệnh hoạn này kia đi chỉ với hết tiền luôn, Dạ. rồi bây giờ muốn kiếm đất mua vậy thì có tiền mua, Dạ. rồi biết rồi thằng em nó chỉ hoài với nó than hết tiền rồi. Dạ. Ở cái bình thường người ta nói chị đâu có hết, Dạ đúng rồi, nó chạy thận liên tục vậy à. đến đây không chạy thì nó mình ngoại nó phù, mà nó ăn không được, ngủ không được, nó mệt nữa. Dạ. Chứ cái đó mình phải Nó chạy bao nhiêu cũng hết, bao lắp nhiêu thận. tiền cũng hết. Dạ. Giờ sáng là chú đi, bữa nay nghỉ làm. Bữa nay Bữa nghỉ làm hả? nay ta nghỉ lâu À. lâu ta nghỉ xả hơi, tao À. mệt làm cái tao mệt. Dạ. Vậy nghỉ nghỉ xe hơi mới chạy xuống đây được chứ, rồi là cũng phải đi làm chứ đâu có nghỉ được. Muốn nghỉ cũng được, xin người ta nghỉ cũng được, cái đó tự do mình cũng làm mình nghỉ thì không có tiền thì thôi. Dạ. Thấy chú ốm quá trời, chú làm một Tôi ngày sửa xe được, chú sửa được bao nhiêu chiếc? ở đây à, ở Không, đây làm dạ. đấy lắm. Ông tới Không làm tính ở trạm á. ngày nó cho ngày trăm mấy trăm gì rồi đi tiền xe vài chục ngàn, còn hơn Dạ. trăm có khi dòng khi nó không cho ăn phải đi ăn sáng rồi Dạ. phải đi rồi về phải đi mua đồ ăn này kia, tính ra hết thì Dạ làm tự sao lo. tự lo, người ta Dạ. đâu có bao gì. Vậy hỏi mà chú lúc trước thì chú lấy thuốc chú uống rồi uống có tác dụng gì không? Có lúc nó cũng đau vậy luôn, có lúc Ý là chú nằm uống lâu xuống rồi phải không? à, Chú uống lâu lắm rồi. có ly mà mấy lần rồi, Dạ. bà thấy khổ quá cho không có lấy tiền. Dạ lúc trước thì lên trên, lúc mà Chú lâu lắm à, rồi lên trên mẹ chảnh thì lên chảnh là có gửi thuốc cho chú mà. có cho ấy lần rồi,
Dạ. Cho chai nhỏ nhỏ mà không nghe đi em. Sao có lúc mình nằm xuống mình đứng vậy nó đau. Dạ. Có lúc ngồi đứng vậy lâu nó cũng đau. Dạ chú sửa xe kiểu đó mà phải uống thường xuyên. Mà sao có khi mình uống vô nó ngứa mình mẩy quá. À đúng rồi, có người nó nổi có ngứa. Cục. Không sao nó nổi giống như mày đai vậy á. Mày đai nó ngứa. Dạ. Mình gãi hoài thì nó ngứa liền liền. Dạ. Nhà hoàn cảnh không mấy thì ở ngoài nhà trọ. Thường thường là tại chú hỏi là Khánh với Phong đi có thường đi xuống dưới miền Tây Cà Mau Sóc Trăng không không mời cô bác. Đi dưới là ở dưới luôn chứ đâu có về đâu. Ở dưới chắc ít đi đâu mà sao quá. Dạ thì thường thường đi là mình đi một đi chuyến xe đi chung luôn. Đi xe ông ta. Dạ. Đi bao miên đi chung thường thường đi chung với anh Tâm chị Ngọc. Đi chung xe hả? Lấy chú bao gạo đi, đi gửi chú 400.000 á em. Thế bây giờ Khánh sẽ gửi cho chú một bao gạo 10kg đi 400.000 nha ông bà cô bác. Bây giờ Khánh lấy ra. Giờ tại thấy trời mưa là cũng muốn trò chuyện với chú mà thấy trời mưa quá mình cũng không dám giữ luôn. Chưa mà, chưa mưa mà. Dạ. Chuyển mưa. Cách vô lại chắc cũng cỡ 8-9 giờ. Dạ. Chứ sớm quá chắc chưa ai tới. Dạ con có hẹn từ giờ hết à. Có hẹn bà con tới lấy thuốc không bà cô bác? Nãy mưa quá nên là cũng... Cái anh Di gì anh hết bệnh chưa? Dạ hết rồi. Hết hả? À? Đi dạ. Làm được chưa? Dạ anh cũng đi làm, cũng đi bình thường rồi. Đây mời cô bác. Dạ Khánh này giờ sẽ gửi cho chú một bao gạo đây. Bao gạo đây 400 ngàn. Đây, đây con gửi chú 400 ngàn ha. Dạ. Vui không chú? Đây à, bây giờ con gửi chú là một bao gạo đi 400 ngàn của một người anh gửi cho chú nha. Rồi cảm ơn. Dạ. Chú có lời nào nói cảm ơn tới Mạnh Thường Quân không? Khán giả không? Chú gửi chúc mừng các Mạnh Thường Quân khán giả làm ăn phát tài lắm. Có tiền nhiều để giúp đỡ mấy người hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Dạ con thôi chú cũng kiệm lời lắm mà cô bác, nhưng mà đặc biệt á lúc nào chú cũng có nụ cười trên môi hết á, một niềm vô tư và rất là lạc quan luôn. Thì bây giờ con cũng không biết nói gì hơn là cũng chúc chú và gia đình lúc nào cũng mạnh khỏe hết. Rồi làm việc á, thì mọi việc được thuận lợi. Rồi con cũng biết chút vậy thôi chứ con không biết nói sao nếu chúc có. Với gia đình, với bà má là dạ, có rồi. Sức khỏe dồi dào. Dạ, dạ. Ăn có tiền vô nhiều. Dạ, dạ lúc nào mà có điều kiện, có gì, có quà hay có một tin mừng gì đó thì con sẽ gửi cho chú nữa nha. Dạ. Dạ, rồi thôi bây giờ con xin chắc xin phép là khép chương trình ở đây luôn. Rồi một lần nữa thì Khánh cũng cảm ơn ông bà cô bác, cảm ơn Mạnh Thường Quân đã luôn thương yêu Khánh Nguyễn, Phong Nguyễn, đồng hành cùng hai anh em và gia đình. Rồi chúc bà cô bác luôn mạnh khỏe bình an luôn ạ. Rồi nhiều vui, nhiều hạnh phúc luôn. Bye bye, chào bà cô bác luôn. Dạ. Luôn bà cô bác là tranh thủ trời mưa rồi. Đó chiếc xe đạp của chú nè. Xe đạp nè, đó là xe đạp này hình như là xe đạp này ngon hơn hổm mà hả? Có đem theo không mà. Dạ. Bây giờ chưa mưa thì nào mưa nên đem theo trên nước. À nãy cho trên nước uống. Dạ, giờ chú cứ lấy theo uống. Rồi cảm ơn. Dạ. Rồi chú đi cẩn thận nha, chờ từ từ thôi. Rồi chú đi về. Bye bye. Dạ, rồi, chú chạy về tới Bình Chánh luôn không bà cô bác, trên Sài Gòn á. Đây. Rồi, cũng vui hạnh phúc bà cô bác ơi, có quà cho chú. Chứ đợt mà chú xuống đây chú cũng nói thật sự luôn là chú cũng thiệt tình, chú đây xuống đây chú xin tiền luôn á, tại vì không có tiền đóng tiền nhà trọ, giờ chủ trọ là đuổi chú đi nữa,
Vậy công việc thì lúc đó thì cũng không có làm được nữa. Vậy hồi nãy là sửa xe, mà sửa xe giống như là mình xách một cái túi đồ nghề mình ra ngoài lề đường á, mình sửa. Mà bây giờ giai đoạn này mưa bão thì đâu có sửa gì được đâu. Nên là chú nói hồi nãy chú nói là chú đi làm mướn. Thôi bây giờ thôi đi làm mướn thì cũng có coi như nó cũng ổn định được phần nào. Rồi thôi bây giờ thì Khánh cũng không biết nói gì hơn. Cũng cảm ơn quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân luôn thương yêu Khánh Nguyễn, xem ủng hộ. Rồi chúc bà cô bác là một lúc nào cũng mạnh khỏe hết, bình an, rồi luôn hạnh phúc, ấm áp luôn. Bye bye, chào bà cô bác. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á, là giấy tờ ở bên đây là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Thì cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc, và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại, hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác, thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều, và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình